Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với phân hiệu trường đại học FPT tại Đà Nẵng tổ chức chương trình trao tặng thiết bị phục vụ học tập online cho học sinh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến. Công ty cổ phần đô thị FPT trao tặng 1.000 bộ thiết bị học online cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Thiết bị này có thể giúp chuyển đổi TV của gia đình thành thiết bị học online với chi phí giảm đến 70%. Hoạt động này nhằm hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em năm học 2021-2022. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, có hơn 7.500 học sinh không có đủ thiết bị cơ bản để học trực tuyến. Đây cũng là những trăn trở của lãnh đạo thành phố và Sở Giáo dục Đào tạo. Vì vậy, với sự đóng góp hỗ trợ của đơn vị công ty FPT rất có ý nghĩa. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chân thành cảm ơn công ty, đồng thời đề nghị ngành giáo dục rà soát kỹ các trường hợp để các thiết bị này thực sự đến tay các em và thực sự hữu ích cho các em.